Ngày nay, để có thể phát triển lâu dài và đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho nghề mộc, việc các chủ xưởng mộc tìm hiểu đầu tư máy CNC gác gỗ là điều thiết yếu. Anh Thăng, chủ cơ sở mộc Minh Thăng tại Hoài Đức, Hà Nội, với hơn 20 năm tuổi nghề đã tìm hiểu và đầu tư dòng máy CNC khắc gỗ 13254 đầu tại công ty Đông Phương Hà Nội, nhằm thay đổi phương thức sản xuất thủ công sang áp dụng công nghệ máy CNC vào sản xuất. Lý do anh Thăng lựa chọn và đầu tư dòng máy CNC khắc gỗ 13254 đầu là gì? Anh chị cùng CNC Đông Phương tìm hiểu nhé! Dòng máy CNC khắc gỗ 13254 đầu là chiếc máy thích hợp với những cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có quy mô vừa như xưởng mộc Minh Thăng, với kích thước chiều rộng 1m550, chiều dài 2m50, trang bị 4 mũi đục công suất 2,2kW, giúp máy có thể chạm khắc cùng lúc 4 chi tiết nhỏ từ 20 đến 30cm như tựa ghế, vai ghế, chân ghế, đến những sản phẩm có kích thước lớn như tranh gỗ, đốc lịch, giường, cửa, mâm trần với độ đục sâu tối đa lên đến 8cm. Đặc biệt, sau khi được chuyên viên tư vấn nâng cấp phần vai máy cao lên 350mm để có thể đáp ứng nhu cầu gia công đa dạng của khách hàng như đục trụ cầu thang vuông 30cm hay chân sập loại lớn hoặc trương ghế 18cm, anh Thăng đã quyết định lựa chọn cấu hình nâng vai với mức chi phí thêm 5 triệu đồng. Máy CNC khắc gỗ 13254 đầu sử dụng các điều khiển CA100 Pro 2, độc quyền do công ty Đông Phương Hà Nội nghiên cứu và nhập khẩu, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và đây cũng chính là lý do mà không chỉ anh Thăng mà nhiều bác thợ mộc lớn tuổi lựa chọn sử dụng máy CNC Đông Phương. Việc tiếp cận công nghệ trở nên dễ dàng hơn, thông thường chỉ sau 7 đến 10 ngày tham gia khóa học chuyển giao và thêm 3 ngày kỹ thuật viên của công ty hướng dẫn vận hành máy tại nhà, 100% khách hàng đều có khả năng vận hành máy thành thạo. Phần kết cấu cơ khí của máy vô cùng cứng vững do công ty Đông Phương trực tiếp sản xuất theo bản thiết kế đã được đăng ký độc quyền với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam mà khó có đơn vị nào có thể làm được, đảm bảo độ bền cho toàn bộ hệ thống máy trên 10 năm hoạt động liên tục, dẫn hướng ba trục sử dụng vít me, dây trượt nhập khẩu TBI Đài Loan giúp máy vận hành ổn định trong thời gian dài. Thanh nhôm gá dư dàn củ đục bản dày 12 ly nhập khẩu độc quyền không phân phối lẻ trên thị trường. Động cơ điều khiển sử dụng dòng AC sạc vô, tốc độ vận hành máy nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và nét mịn của sản phẩm. Dàn củ đục chính hãng GDZ, thiết kế tiêu chuẩn riêng theo yêu cầu, sử dụng vòng bi cao tốc B4 đem lại sự bền bỉ tuyệt vời. Mỗi củ đục được lắp một cảm biến nhiệt giúp quý khách hàng dễ dàng theo dõi nhiệt độ khi đèn báo trên 40 độ. Nguy cơ hư vòng bi và cháy cuộn dây bên trong củ đục rất cao, quý khách hàng cần kiểm tra lại hệ thống làm mát. Đặc biệt, để giảm lượng điện năng tiêu thụ, CNC Đông Phương sử dụng biến tần điều khiển hệ thống củ đục. Theo thực tế, khách hàng chia sẻ, chi phí tiền điện trong một tháng của một chiếc máy hoạt động hết công suất chưa đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ với chi phí 168 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu dòng máy CNC khắc gỗ với nhiều chức năng đa dạng, cấu hình hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu gia công của một xưởng mộc quy mô vừa. Lý do anh Thăng lựa chọn máy CNC Đông Phương giữa thị trường có nhiều đơn vị cung cấp máy CNC giá rẻ hơn là gì? Anh chị cùng CNC Đông Phương tìm hiểu nhé! Đến với CNC Đông Phương, quý khách hàng sẽ được chuyển giao công nghệ vận hành máy từ cơ bản đến nâng cao, không giới hạn thời gian và số lượng người học. Công ty còn chuẩn bị sẵn chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ cho khách hàng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được kho 7.000 file mẫu CNC và hỗ trợ mẫu từ kỹ thuật của công ty trong suốt quá trình sử dụng máy. Thời gian bảo hành máy 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần điện. Trong thời gian còn bảo hành, mọi chi phí vật tư thay thế đều do công ty đảm nhận. Cơ chế đổi mới không sửa chữa, duy nhất và tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với hệ thống chi nhánh Bắc Nam cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Đông Phương cam kết khắc phục sự cố trong thời gian tối đa 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo của quý khách, giảm thiểu thời gian máy dừng hoạt động, đảm bảo tiến độ sản xuất. Quý khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. CNC Đông Phương xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.